I joined MBA is already 38 years ago. How many of you are 38, below 38? Tôi gia nhập MBA đã 38 năm và cho tôi hỏi trong khán phòng ai dưới 38 tuổi ạ? Còn những ai là trên 38 tuổi ạ? Wow, good. Thật là tuyệt vời ạ. You see, in every business you stay for 38 years, is you sure you can become crown president? Các anh chị biết không, nếu mà các anh chị ở trong môi trường Amway 38 năm thì chắc chắn các anh chị sẽ trở thành hoàng quan đại sứ. But let me tell you, you can even go faster because this is Vietnam. Vietnam population is very huge. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với anh chị, nếu mà làm tại Việt Nam, tốc độ của anh chị có thể nhanh hơn rất nhiều bởi vì dân số của Việt Nam rất là lớn. Malaysia market very small. Bởi vì thị trường Malaysia thì trường rất là nhỏ anh nhỉ? Because population very little. Bởi vì là dân số Malaysia thì ít hơn Việt Nam rất nhiều. But Malaysia business is getting bigger and even faster now. Nhưng mà các anh chị biết không, do kinh doanh Amway tại Malaysia phát triển rất là nhanh và bây giờ ngày càng nhanh hơn. So 38 years ago, this is me. This is so the one I'm very handsome when I was young, you see? Các anh chị thấy hôm nay là tôi 38 năm trước, các anh chị thấy tôi đẹp trai không ạ? I love to talk my... Tôi trốn ở kia. The 2%, the most handsome one is me. Các anh chị cứ nhìn hai chàng trai nào đẹp trai nhất là tôi. That's 27 years since I was before I joined Amway. Lúc đó tôi 27 tuổi trước khi tôi gia nhập Amway. I keep long hair like Bruce Lee, you know, last time. Các anh chị có biết Bruce Lee không ạ? Lý kiểu đó kìa, tôi có cái kiểu tóc giống hệt như vậy. At that moment, if you don't keep the long hair, that means you are outdated. Nếu mà lúc đó mà các anh chị mà không có cái bộ tóc như này, người ta bảo các anh chị lạc hậu. And then now today you take a nap, photo, you don't put like that, it's the outdated. Còn nếu mà bây giờ các anh chị khi mà chụp ảnh mà các anh chị không có cái kiểu tay đẩy như thế này thì các anh chị cũng là lạc hậu rồi đấy. Those days we wear trousers is very broad, you know, if you wide, 32 inches to 38. When you go by the street, it's already clean. Các anh chị biết không, hồi đó thì chúng tôi mặc cái quần loe rất là rộng, khoảng 32 đến 38 inch. Và nếu mà đi qua một quán cơm thì đường thì nó sạch bong luôn. So the place that we stay are always clean because of people around. Thế nên là những cái khu nhà mà chúng tôi ở thì nó rất là sạch sẽ, đường rất là sạch sẽ, okay. Vì quần chúng tôi nó quét sạch rồi. Bruce Lee style, Bruce Lee that time of trench. Lúc đó là cái lúc mà tôi cái thời kỳ của những tiểu long ấy. So because of Bruce Lee, so I also learned Taekwondo. Chính bởi vì hồi đó là thần tượng những tiểu long nên tôi đã đi học võ công nên chị. When I was young, I'm very active, you know. Và tôi là một người rất là có cái năng khiếu về hoạt động. But now I'm still young, 65, I'm still active. Và bây giờ tôi 65 tuổi tôi vẫn cứ rất là năng động cái gì. I still train Taekwondo. Bây giờ tôi vẫn You know the reason why I learned Taekwondo because I thought I can make some money because after my work I can teach and I can get school fees, you know, collect the fees and I pay to the club and the rest keep by me. Các anh chị biết tại sao lúc đó tôi học thêm Taekwondo không ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng là sau khi tôi kết thúc công việc ở công ty ấy, thì tôi có thể về đi dạy thêm Taekwondo và tôi có thể còn kiếm thêm được tiền ngoài trừ tất cả các chi phí chi trả cho thuê phòng ra, tôi vẫn còn có tiền dư. I'm a very hardworking person. Và tôi là một người làm việc rất là chăm chỉ. I work in the factory 10 hours a day. Tôi làm việc ở trong công xưởng ấy là 10 tiếng một ngày. You see, I can still spare my time to learn the Taekwondo and to teach. Và các anh chị thấy không, sau 10 tiếng làm việc rồi tôi vẫn còn có thời gian để đi học Taekwondo và dạy Taekwondo. So I'm a very ambitious person, you know. Và tôi là một người có tham vọng, có khát khao rất lớn anh chị. I know one thing. Tôi biết một điều. Because my family are very poor. Bởi vì gia đình tôi rất là nghèo. So I promise myself when I grown up I must, you know, work hard and make enough money to have a better life. Nên là tôi tự hứa với lòng mình rằng khi mà tôi trưởng thành tôi nhất định phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết sức để tôi có được đủ tiền để có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn. My job before I joined Amway, I was working in the dark room, you know, developing the film.
黑房冲洗那个片。các anh chị biết không, trước khi mà tôi gia nhập Amway thì công việc của tôi là làm trong một cái căn phòng tối để rửa các cái phim ấy ạ, để rửa ảnh ấy ạ. In a room, I have nobody to talk to. I work and develop the film, you know, and smell the chemicals from the morning 8:30 until 5, and then overtime, sometimes 10 o'clock, sometimes 11 o'clock, then only I go back. Và tôi làm việc cả ngày như vậy trong cái căn phòng tối đó, không có nói chuyện với bất kỳ ai, rồi là ngửi rất nhiều cái mùi hóa chất ở trong phòng đó từ 8 rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều, có những ngày làm thêm cho đến tận 10 giờ đêm. You know that my job are dealing with the advertisement, so there's no time for rational. Some, you know, I work throughout the year only 3 days holidays. Các anh chị có biết không, công việc của tôi rất là bận rộn và hầu như không có ngày nghỉ, làm suốt một năm trời chỉ có 3 ngày nghỉ thôi. I'm talking very hard. Và tôi làm việc rất là chăm chỉ. Because I have no choice. Vì tôi không có lựa chọn nào khác. Because I don't have much education. Bởi vì tôi không học cao. And before I do Amway, I couldn't speak English well. Trước khi mà tôi làm Amway thì tôi không nói được tiếng Anh tốt đâu anh chị. Mosquito, I pronounce Wokiko. Tôi nói con mũi ấy, mosquito tôi nói là Wokiko. So my girlfriend said, please don't speak English with my friends. Thế nên là bạn gái tôi nói với tôi rằng là đừng có bao giờ nói tiếng Anh với bạn của em nhé. This is all about me. Đấy, tất cả là về tôi đấy anh chị. I want money. Tôi muốn kiếm tiền. I really want money. Tôi thực sự muốn kiếm tiền. I'm not afraid of hard work. Tôi không sợ làm việc chăm chỉ và vất vả. The people like me, you think that when you approach me, I do MBA, you think I do? Nếu mà những người mà có hoàn cảnh như tôi, các anh chị bảo trợ tôi, các anh chị có cho rằng tôi sẽ làm được Amway không? I should do MBA, right? Tôi phải làm Amway đúng không ạ? Tôi nên làm Amway đúng không ạ? Correct, right? Đúng không ạ? No. Không. So when my friend talked to me about Amway, I asked him to get out. Khi mà bạn tôi đến chia sẻ với tôi về Amway, tôi đuổi bạn ấy về. My friend, which is my sponsor, we are childhood friend. Và bạn của tôi ấy là người bảo trợ cho tôi ấy. We know each other very well. Và là bạn của so when he come to me about Amway, I say please don't talk about Amway. If you talk about Amway, please don't see me, don't talk about Amway. I can buy you lunch, I can buy you coffee, but no Amway. Okay? Và khi mà bạn tôi đến chia sẻ với tôi về Amway thì tôi đã nói thẳng như thế này: đến gặp tôi thì đừng nói Amway, mà nói Amway thì đừng đến gặp tôi. Tôi có thể mời anh ăn trưa, có thể mời anh uống cà phê, nhưng không Amway. So this is my sponsor. Đây chính là tuyến trên bảo trợ của tôi đấy. By the name Peter Kwan, can you give me a big hand? Để hãy dành cho anh ấy một tràng vỗ tay. Yes, he don't come and talk to me about Amway, but he visit me every week. Các anh chị biết không, và anh ấy cũng đúng như lời hứa hẹn giao ước của chúng tôi là không nói gì Amway, nhưng mà anh ấy đến gặp tôi mỗi tuần. When he come to visit me, you know, he take box spray and make me see, you know, that Amway product. Và mỗi một lần đến gặp tôi thì lần thì cứ xịt cái xịt hạo xịt xịt vào miệng ra để cho tôi nhìn thấy sản phẩm Amway như vậy. He didn't talk. Không nói gì cả. So I cannot scold or I cannot say anything. Nên là tôi cũng không thể nói, không thể đuổi đúng không? Không thể làm gì được. And last time we have the small lens cleaner which is spray on the, you know, the glass. So he take down and show and crush. Thế mà ngày xưa ấy thì ở Amway Malaysia có cái sản phẩm là rửa kính ấy. Thế nên anh ấy cũng mang đến họ, chúng ta lau cái kính, chẳng nói gì. And the brush then just they show me that it's very clean, but he didn't say. And then và giơ cái kính lên để nhìn thấy, cho tôi thấy là rất là sạch và hà cái hơi vào nó không bị bám hơi á. Thế mà cũng không nói gì cả. I saw very clear. Và tôi nhìn thấy rất rõ anh chị. But he's not saying anything. Nhưng mà anh ấy không nói gì cả. So 1 year passed by. Và một năm qua đi. So my job got promoted. Và công việc của tôi càng bận rộn hơn. And he came and visit me again. Và đến gặp tôi một lần nữa. And at that moment, I'm very happy with my salary increase. Và lúc đó thì tôi đang rất là hạnh phúc với cái lương của tôi được tăng lên. So when I ask you, hey Peter, how's your Amway? Và tôi rất là vui vẻ hỏi bạn tôi là Peter ơi, thế Amway của anh thế nào? Tập bia là yên nhẹ lắm. Nghĩa là anh ấy nhìn một năm không được nói cái gì về Amway đúng không? When I ask you, nên khi mà tôi bắt đầu hỏi đến một cái, he just like volcano burst. Anh ấy như là bùng nổ ra ấy ạ. Thế tôi nói rất nhiều.
I know him very well. He is a very quiet, soft-spoken person. Và tôi nhìn thấy cái sự hưng phấn hào hứng trong qua cái cách nói chuyện của anh về Hà Muội. Mà tôi thì tôi biết anh rất giàu, anh ấy trước đây là một người rất là yên tĩnh, không ít nói, rất là nội tâm. After one year, he spoke so well. Sau một năm anh ấy nói quá là thuần thục và rất là rõ ràng như vậy. Giảng hoa sĩ thao ứng thao được. Nói hình như là còn có bộ ấy ạ. Ý chén giảng hoa sĩ khoai khoai. Ngày xưa thì nói chỉ một cục thôi, bây giờ thành một bộ Chấn giảng ạ. Có nghĩa là tôi nhìn thấy sự trưởng thành của anh ấy. Thế tôi thấy được, anh nhìn thấy có điểm không gì ạ? À, tôi thấy rằng hình như anh có cái gì đó khác biệt. Vì tôi sinh chính hẳn hảo. Bởi vì lúc đó thì tâm trạng tôi đang rất là vui vẻ đúng không ạ? So, I forgot the này xin. Học, chứ cháu ý thiết với cái gì chứng minh. Thế nên là tôi quên mất là cái việc là cấm của anh nói anh mời tôi bảo rồi có một ngày tôi sẽ đi đến văn phòng của anh. Wow, he's very happy. Và anh rất là vui vẻ với anh. Actually, no, I don't want to go meeting. I just want to make him happy. Thực ra lúc đấy tôi cũng không định đi đâu, nhưng mà tôi muốn làm cho anh hạnh phúc vì lúc đó tôi đang rất là hạnh phúc. And every week he called me. Và đột nhiên anh ấy gọi cho tôi. Want to take me to the meeting? Anh ấy muốn đưa tôi đến văn phòng anh ấy. I said, I'm sorry over time. À, tôi nói là tôi xin lỗi vì hôm nay bận lắm. Stomach ache. Ôi dồi, bụng tôi đau. Headache. Đầu đau. Girlfriend birthday. Người sinh nhật bạn gái. My friend birthday. Người sinh nhật bạn tôi. He also knows that you tell lies. Có phải các tuyến dưới của các anh chị cũng như vậy lúc đầu không ạ? À? So one day, this is my house. This big tree is here. He hide under, hide behind the tree. I come back from there, then he drive motorbike. Just nice to meet you. Và đến một ngày đẹp trời, thì đây là nhà của tôi và kia là gốc cây trước cửa nhà tôi. Anh ấy trốn ở đằng sau cái gốc cây đấy, thấy tôi đi từ bên kia về về đến cửa. Anh lái xe máy ra bảo chào, các cháu anh, đi đâu về? It's just like catching the bird, you know, I get almost get caught. Giống như là bắt, tôi bị bắt như bị con chim bị bắt đi ạ, bắt đi lên văn phòng. And from the meeting. Và đến một cái cuộc hội họp của Amway. And from that meeting. Và từ cái buổi hội họp đó, I changed my perception. Tôi thay đổi nhận thức của mình về Amway. I thought Amway is a small business. Lúc trước thì tôi nghĩ Amway là một kinh doanh nhỏ thôi. Because there are a lot of, and also I thought Amway is a business that you have to force people to buy products. Và tôi nghĩ rằng là Amway là một cái công việc kinh doanh mà ép người ta phải mua hàng. You see, people like me, I don't like to force people. À, các anh chị biết không, với tính cách của tôi thì tôi không thích người khác ép buộc gì mình. Either to beg people. Và hơn nữa là còn phải đi cầu cứu người khác nữa. So I say this is not the cup of my tea. Nên là tôi nói là đây không phải là chén trà theo vị của tôi. I rather work hard and earn enough money, that's all. Tôi thà là tôi làm việc chăm chỉ để tôi kiếm được tiền còn hơn là phải đi làm những cái việc đó. So after that I find it's different. Và sau cái buổi họp đó thì tôi phát hiện ra nó hoàn toàn khác biệt. Do you know why I'm not moving to the Amway business? Các anh chị có biết tại sao mà tôi không rời khỏi công việc kinh doanh Amway không? Bởi vì khi mà tôi gặp những người khác nhau, những cái thách thức khác nhau á. Có một lần á. Tôi ở trong nhà hàng. Nhìn thấy hai người chia sẻ Amway. Chẳng nói thiên sang nhiều đi xa cũng hỏi ra những cô ăn chứ mấy chảnh. Hai người đấy nói rằng là hình như là nếu mà không làm Amway ấy thì chẳng có cái việc gì có thể kiếm được tiền ấy. Nó trên trời dưới biển. Lúc đó tôi nghĩ rằng là tôi ngồi bên cạnh tôi nghe tôi nghĩ rằng là chẳng nhẽ tôi cứ phải làm Amway hay sao? Những cái người mà không làm Amway bên ngoài kia họ vẫn có cuộc sống rất là tuyệt mà. Đi xe mẹt này đúng không? Ở nhà lầu này. Nếu không thì mua biệt thự này. Nếu không thì mua BMW này vẫn có mà. Họ đâu có làm Amway đâu. Ê, tôi không hiểu. Thực sự là tôi không hiểu. Và tôi hơn nữa là tôi bị ép là mua sản phẩm. Lúc đó thì tôi đi làm thì tôi có một tuyến cái là cấp trên của tôi á. Anh ấy là giám đốc này. Bạn gái của anh ấy là làm Amway. Khi mà phát lương ấy anh chị. Là đưa cái sản phẩm đưa cho tôi và bảo Steven đi bán cho những người khác đi. Khấu công trừ tiền lương.
thì tháo thì tháo theo. Không trốn được các anh chị, bắt buộc phải làm. Thì rồi thì ai hại mình mà? Nếu mà như vậy các anh chị có yêu Amway không ạ? Wow. Hận sư lụ quá. Tôi hận đến cái tận cùng ấy các anh chị. Có khăn làm công ăn thì tôi nhìn thấy những người làm Amway toàn là điên rồi hết rồi. Na thì nó có dùng như thành công, na nó cũng dùng như thành tài, thành nhiều tiền đâu, không có. Làm gì có chuyện dễ dàng thành công thế, làm gì có chuyện dễ dàng thành tài thế, làm gì có chuyện dễ dàng phát triển như vậy. Hôm nay một chân dân đã léo trẻ An. Và sau khi mà tôi thực sự hiểu Amway á, hiện nay An Nhi ta có cái kinh doanh cái mô hình. Hóa ra là tôi phát hiện ra Amway có một cái mô hình kinh doanh. An Nhi chỉ giống như một cửa hàng, chỉ giống như một cái siêu thị. Amway giống như một cái cửa hàng ấy, ở trong chợ, trong một cái chợ. Chỉ có ta có thể có thể di động, vô hình để đẩy động hữu hình cái một cái sinh. Chỉ có điều là cái cửa hàng này ấy, nó có thể hữu hình, nó có thể vô hình, nó có thể di động được thôi. Truyền thống sinh ý thì phải cần người sang mến đi mua thì mới có thu nhập. Công việc kinh doanh truyền thống, cửa hàng truyền thống thì chúng ta phải ngồi đây ở trong cửa hàng trực và đợi người ta đến mua. Chúng ta kiến nghị khách hàng. Và còn chúng ta thì xây dựng khách hàng. Là khách hàng nhiều rồi. Khi mà nhiều khách hàng rồi. Thông qua những sản phẩm. Thông qua sử dụng sản phẩm. Có cái doanh số. Có doanh số. Sau đó, chúng ta thông qua giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ bạn bè tạo ra cái mạng lưới của họ. Và cùng một lúc đó chúng ta sẽ giúp những người bạn của mình thích kinh doanh xây dựng cái hệ thống của họ. Chúng ta tạo ra cái doanh số. Tất cả những doanh số mà chúng ta tạo ra. Anh sẽ ăn cho cái doanh số để phân phối của mình cái thưởng. Amway sẽ thông sẽ phân phối lại cái tiền thưởng theo đúng như là cái kế hoạch kinh doanh của Amway. Nên cái sự không có yếu tố thời gian, không yếu tố gì. Bạn muốn làm gì thì làm, bạn quyết định. Vì không có bắt buộc gì, bắt được bao giờ anh chị muốn làm anh chị quyết định. Mình có gì thành phần. Cũng không có cái gì đầu tư hết, vốn gì hết. Không tiền du. Không phải đi thuê nhà, thuê qua cửa hàng. Không chỉnh công nhân. Cũng không phải thuê nhân viên để trực. Sao có vấn đề của công ty chẳng đáng. Công việc nào, gánh nặng nào cũng là công ty gánh vác hết. Chuyện quan trọng là mình không dùng đi khai một công tố cảm quê, mình có thể thử sự. Quan trọng nhất là khi mà chúng ta bắt đầu với Amway thì chúng ta không cần phải bỏ công việc đang làm của mình để đi thử kinh doanh của Amway. Rất nhiều sinh viên, nếu chỉ chinh yên thì bị sao đi khai một công tố cảm quê. Bởi vì rất nhiều công việc kinh doanh khác, khi anh chị muốn thực sự bắt tay vào kinh doanh, anh chị nhất định phải bỏ, từ bỏ các công việc mà mình đang làm để tập trung vào công việc kinh doanh đó. Chứ phát sinh tôi hết sức khi thua. Thế nên tôi phát hiện ra rằng là nếu mà như thế này tôi có thể làm được. Nhưng nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt, không ảnh hưởng đến công việc. Bởi vì nó không hề ảnh hưởng đến công việc của tôi, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Chỉ cần tôi nỗ lực. Chỉ cần là tôi nỗ lực. Là tôi có thể làm được. Nhưng mà tôi phát hiện ra là, không có người không mặc quần áo. Và tôi bởi vì tôi phát hiện ra là làm gì có ai không mặc quần áo đâu. Nói có thể có một ngày khoa học tiến bộ đến những người chưa chưa sinh ra không cần rửa răng đều sẽ trở thành răng trắng, răng trắng. Các anh chị bảo là khoa học kỹ thuật có phát triển đến mấy thì cũng không thể nào đến một ngày con người không có đánh răng, bởi vì răng làm sao mọc thành thép. Có khả năng hay không? Có khả năng không xí giáo không? Có thể không tắm không? Có khả năng không chọn y phục không? Có khả năng không mặc quần áo không? Chứ chúng ta tại cho những cái họ không khả năng không dùng cái sản phẩm. Thì chúng ta thì đang kinh doanh những cái sản phẩm mà họ không thể không dùng. Tôi duy khai sự cho nên ta thấy không có điều kiện, tức là không có hạn chế tính. Và tôi nhìn thấy kinh doanh Amway không hề có giới hạn. Nhiều thứ đó, như là bạn làm đại lý, bạn rằng một cái sản phẩm nếu vượt qua được cái doanh số, bạn không làm được, họ sẽ bảo bạn đại lý sẽ thu lại. Có rất nhiều công ty khi mà trao cái quyền đại lý cho mình ấy, sau một cái thời hạn nhất định mà mình không hoàn thành được cái mức doanh số người ta quy định, người ta sẽ thu hồi cái quyền đại lý đấy. Anh không biết. Mà Amway thì không có cái điều này. Thật là không biết. Thực sự là tôi không làm như thế đúng không ạ? Tôi bắt đầu đi sản xuất. Thế và lúc đó tôi bắt đầu thử. Bắt đầu phát triển. Bắt đầu phát triển. Tôi bắt đầu phát triển lên cái sơ, tôi bắt đầu sản phẩm lên sơ. Và khi mà tôi bắt đầu đi phát triển thì tôi bắt đầu bán hàng. Tôi phát hiện rồi. Tôi mới phát hiện được rằng. Vì nên thăm cũng một nhau. Hóa ra họ giống tôi. Thăm cũng không hiểu ta gì. Họ cũng không thích em hơn một tí nào. Nhiều đứa nó xiao đi. Có rất nhiều người cười nhạo mình. Có ai chỉ cái yêu cầu nhiều không? Chỉ người ta xeo trở ra cái ảnh chính thay của cháu. Tôi nhớ là có một bạn còn cười không như thế. Khi mà tôi bổng I also meet people say, you know, Amway it cannot work. If you can do it, if it works, you can do it. I already do it long ago. Có những người bạn của tôi thì nói rằng là tôi không làm được đâu. Nếu mà làm được thì tôi làm từ lâu rồi. So after coming to the Amway,
And I think that a lot of people was trying to stop you, not going, not doing. Và tôi càng làm tôi càng phát hiện là rất nhiều người dừng không làm nữa và không muốn làm nữa. Lucky enough. Và tôi rất là may mắn. I went to learn. Là tôi đi học. And go and study. Và tôi đi học liên tục. And I find way out to heal myself. Và tôi tìm ra con đường để xây dựng cho mình hệ thống của riêng mình. So when people laugh at me. Đây là khi mà người ta cười vào tôi, người nhà tôi á. Before I'm very upset. Trước đây ấy, khi mà tôi bị ai đó cười tôi rất là buồn. So when after I learn. Nhưng mà sau khi tôi đi học rồi á. When they look at him, laugh. Khi mà họ cười tôi á. Tôi rất hân hạnh. Thì tôi rất vui cái gì? Tôi nói là tôi rất vui. Tôi nói anh hiểu nào rồi? Tôi rất là yêu. Tôi rất là khi nào chương trình hoàn giải trả tôi chứ. Nghĩa là khi mà tôi gặp người ta nói rằng anh khó làm lắm, tôi rất là thích nghe câu này. Anh nói lại một lần nữa thôi này. Đây là chương trình giải trả tôi chứ. Khi mà có người nói bảo là biết tôi làm anh môi bảo anh làm anh môi à? Tôi bị tăng cân sinh phân. Tôi còn hưng phấn hơn họ. Tôi bị tăng cân ta sân. Tôi còn nói to hơn họ. Tôi chuẩn bị đi rồi. Tôi bảo anh biết làm à? Ôi dồi, tôi làm em chẳng nhìn. Tôi được rồi, nếu mà anh biết làm thì tôi sẽ tìm anh để làm. Có nghĩa là người ta thấy tôi biết làm thì người ta tìm tôi. Tôi sẽ chăm tôi. Cứ làm như vậy. Có những người chen, bạn đừng nói anh chen đến tôi hơn. Họ đả kích tôi, tôi trong công ty, tôi kể lại câu chuyện, tôi trong công ty làm việc, có một người đã thường xuyên đả kích tôi. Các anh chị, tôi chia sẻ các anh chị một câu chuyện là khi mà tôi làm trong cái nhà máy đấy, tôi làm ăn môi ấy, thì có một người liên tục là kích bác tôi. Hai người rất thích phóng sự. Nhưng xong lại còn hai kiểu thích là nịnh nọt tôi nữa, vừa kích bác vừa nịnh nọt. Thân đâu có lại là. Nhìn thấy tôi đến. Ừ, anh đi lão bàn lại. Ôi, ông chủ áo mới đến rồi. Ý sử dụng sửa thành công à? Khi nào thành công thế? Ý sử dụng sửa máy phân xí ra của chị. Khi nào mua Mercedes đưa tôi đi ngắm cảnh. Ý xe cho tôi là chuyện à? À, kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Chào anh sâu thai chứ anh chứ không? Ây à, ông cao xuống thì anh đi không nên xuống. Nói xong cái câu đấy xong rồi, ông rồi nói cho anh biết anh mới chẳng làm được đâu. Ý chứ đâu sửa thành công. Lần nào mà tôi cũng thế. Thà sức công chẳng đến bên đây cái quản lý ẩn nhân đấy. Và ông ấy là một người quản lý trong cái nhà máy đấy. Tôi đang xem là làm chi tiêu phụ cho cái. Và tôi cũng ngày đêm nghĩ là làm thế nào để ứng phó. Tôi muốn xem có được không? Và tôi nghĩ ra một cách. Có một lần tôi đang ăn cơm. Có một lần tôi đang ngồi ăn. Ông ấy lại nhìn thấy tôi. Thà sức tiêu chẳng đả chi rồi. Lại bắt đầu tính kích bác tôi. Thà sức máy đấy đâu. Bên đám ăn cơm tôi đang ở trên mặt. Và anh ấy bắt cái bầu cơm ngồi trước mặt tôi luôn. Thế nào? Thật chịu sự mà. Đấy, tôi bảo mà. Anh đi nhà đi kia cho cô. Làm sao mà làm được quay. Tôi nói hảo, mình nghe cho chị tôi là. Tôi bảo là từ mai tôi đi nghỉ, không làm. Nó phi thăng khai sinh. Báo rất là vui. Nó có sáng sẻ sáng, mang mang chinh xeo này. Sau đó tôi tinh tâm. Nó xin Trang, cho Trang xin dân. Và ông ấy họ Trương, cái gì gọi là chữ ông Trương. Nó bảo chú con thảo, Trang xin dân của Trang cân lý. Cho mình bạn hóa mình sẽ xin xin khởi. Và tôi mới bảo là này ông Trương ơi, tôi muốn nhờ ông giúp một việc cũng được không? Tôi bảo tôi muốn vay của ông 10.000. Căn chỗ. Muốn hai năm mới tôi chuyển tiền. Ui, lấy bao nhiêu tiền thế mà cho ông vay? Tôi số 5.000. Thế 5.000 được không? Chúng mình mấy ông tiền của tôi số 5.000 chia cho anh. Thế cái số này tôi số 2.000. Thế thôi tôi bảo 2.000. Tôi số tôi chân được mấy ông tiền. Thế ông bảo không, tôi thực sự 2.000 cũng không có. Thế số tôi rất thân thiết. Lúc đấy tôi rất là tức giận cái gì? Tôi số 2.000. Tôi bảo đây anh nhìn em nhá. Tôi muốn ở đây anh nhìn em làm, tôi cần tiền kiếm 2.000 đồng, giờ thì tôi không làm nữa, tôi đây kiếm 2.000 cũng không được. Vốn là tôi nghe lời anh bỏ không làm ăn quay nữa vì tôi làm ăn quay để kiếm 2.000. Bây giờ tôi vay tiền anh 2.000 anh bảo không có là sao? Hai cái điều kiện cần thiết chứ, cần thiết chứ. Thế nào bảo tôi đi nào quay đi. Nếu không,
Mà tôi mượn vay tiền là rất là kỹ thuật. Anh vay tiền được, anh cho tôi vay tiền. Tôi khi mà tôi có tiền thì tôi từ từ trả cho anh chị. Ví dụ thay duyên đi mà. Nhưng anh chị người ta có cho vay không? Sẽ từ đó đến khai sinh tôi phi thường khai sinh. Từ ngày hôm đó tôi rất là vui đi. Sẽ chả có người dám đả chị tôi. Nên là chả ai dám kích bác gì tôi nữa. Vì họ đả chị thì không quan gì à? Bởi vì họ kích bác mình thì không sao. Hô lên nước thì không quan gì à? Tắm nước lạnh không sao? Hay dùng phong sao để chui, chỉ mong bạn ấy chui sụt đi. Hơn nữa lại còn lại dùng quạt máy to để còn thổi cho mình chết luôn đấy. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Các anh chị thực sự thấy là những vấn đề mà người mới hay gặp phải. Bởi vì sao rất là nhiều người không dám làm ăn ngôi vì họ không bước vào để tìm hiểu ăn ngôi. Thế bạn này, anh bạn này đưa tôi vào ăn ngôi. Điều kiện của tôi không tốt nên tôi hỏi anh ấy, bây giờ tôi phải làm ăn ngôi thế nào? Ông ấy bảo là hội ho. Làm thế nào hội ho? Họ nói họ giảng OPP, tôi nghe họ giảng. Thế là ông ấy nói OPP với tôi nghe và tôi nghe ông ấy nói OPP. Rồi tôi đang dùng mấy tiền dùng cái má trăng gì đó. Lúc đó có tiền mà lấy cái tấm bạc, cái cắt tông, cái dán giấy lên trên này kia để nói OPP. Rồi sau đó tôi tự làm. Sau đó thì anh ấy không đến mà tôi tự làm. Tôi tự làm thì sao? Khi mà tôi tự làm á. Tôi nói với rất nhiều người Amway không ai muốn nghe hết. Cũng chả có ai để nói cả. Thế tôi tìm được một cái anh này. Cái anh này anh tàn thuế à? Đi thuế 15 năm. Không nghe tôi nói không được thì có chạy được đâu. Anh có thể nói thế nào? Thế là anh này là người đầu tiên tham gia vào hệ thống của tôi. Nhưng mà anh này cũng là người đầu tiên rời khỏi Amway, nên là rời khỏi Amway. Tôi phát hiện ra là làm Amway rất là thú vị đấy. Tôi tiếp tục phát hiện ra là làm Amway rất là thú vị đấy. Các anh chị nhìn thấy quần len của tôi chưa? Tôi tiếp tục phát hiện ra là làm Amway. Sau đó từ những cái nhóm nhỏ bắt đầu. Các anh chị nhìn thấy trong bức ảnh có 7 người đúng không ạ? Cái tuyến trên của tôi đưa tôi vào. Không có doanh đi à? Sau đó không làm Amway. Họ hiện tại cũng không doanh đi. Đến bây giờ vẫn chưa làm Amway. Tôi rất cảm kích họ bỏ tay tiền. Tôi rất là cảm ơn những người đó đã đưa tôi vào Amway. Thưa ta, chú đang thao phẳng gì? Thuê cái căn phòng đó. Nó bán rồi. Và anh ấy chuyển đi. Tôi bảo là thu xe lại. Tôi lại thuê tiếp. Đây là một cái phòng rất là nhỏ, cái phòng rất là nhỏ. Rất nhỏ. Rất nhỏ. Tôi sẽ triển khai meeting. Và tôi bắt đầu làm meeting ở đây. Mà mang dần trưởng thành. Và từ từ tăng trưởng. Nào nha, chiều, chạy ta trên đi điểm ra đi gần. Chuyển phòng lớn hơn rồi đúng không ạ? 10 người. 10 người. Đáng sợ nha. Đang nghỉ chi suy cho là sợ, nhiều đơn giao, nhiều đơn không giao. Nên là khi mà mình cứ tiếp tục làm thì có người muốn, có người không muốn, đúng không ạ? Quan trọng nhất là các anh chị vẫn phải còn ở đó. Quan trọng nhất là các anh chị vẫn phải còn ở đó. Là cái sau này, các anh chị vẫn phải còn ở đó. Sau khoảng thời gian, một năm sau, chừng 100 người. 100 người. Ngày xưa mà chúng tôi dùng cái projector là cái kia, cái gì quay đó, cái máy chiếu ấy à? Cái chủ đề Amway. Bật các cái video về Amway. Rất là chậm. Nào nha, dừng lại. Xong có lúc phải dừng lại, xong tôi bảo đợi tí để tôi lên quay lại. Giao chi đến chi? Tại vì nối nó lại đứt mà. Nghe xem chơi. Cái script quá. Bây giờ rất là nhanh, tôi ấn một cái là xong đúng không ạ? Internet tôi dùng gì ạ? Internet rất là đơn giản. Ông muốn chơi phát triển? Tôi phải tiếp tục phát triển. Chúng tôi chẳng ý chơi cho ai đi chơi hảo à? Rất nhiều người nói là ngày xưa làm ăn ngôi thì quá là đơn giản. Mấy sự khó đơn giản. Làm gì quay làm hay là làm dễ hơn? Tôi kể cho các anh chị nghe nhá. Không chen được à? Không phải như vậy đâu. Cái 1976 em ấy tại Malaysia the office. Đây chính là văn phòng của ông ấy Malaysia 1976. Thì các anh em ấy. Các anh chị nhìn chữ em ấy đâu? Em ấy 76 bắt đầu ở Malaysia mà.
1976年在马来西亚开始的。 1976年开始的。 下面是修理摩托车。 哦，所以来给主人修车买。 然后呢，你去拿货啊？ 收起嘛，等你工地里来下，给你。 潮湿啊！ 那个温度比如说那个修车买。 那个时候他们在做那个 Vespa。 如果要拉屎，可以拍拍拍，跟你。可能你没听看过了。跟你那个拍拍拍，那个。唯独的一个时间。讲我都给广州站住一年了。吃饭的时间。那都很久哎。就很近哦。那都顶多跟你。但是别忘记隔壁是印度庙哎。那几个人盖起来，那个坐船。这你静下来，印度庙就人的人。 我问你一下，如果当时你加入阿里巴巴，人带上去的话，你说有人参加吗？该进的话，路道该进，浪得啊，快把该进的门那个那个浪得空。张西西的。门开了门。哎，没就两个人在做工。哦，这样子，你那边就我那边边哦。你说呢？我该进。谁敢相信？哎，马扎比，你都不是人。安利能够成长。哎，我你哪能够什么钱呢？所以我告诉你朋友。没啦，我们就谁会该进？ 未来的越南安利一定非常大，非常好。阿妹在越南，真正都还是热闹的很。我在阿里三十八年。都有这么会办，没打那么多。我看过泰国成长。都你在台湾那么久。我看到马来西亚成长。都你在马来西亚那么久。那你看着越南成长。哇，搞那个几个几十年的越南。 不要错过这个机会。你把该进的都给我关给我退回来。现在我遇到很多朋友，以前我叫他做安利。不要都搞，等你回吧，就不必多了，他没有。他们都老了。他们都好傻，很多。每次在喝茶的时候。没人问价。他说：“哎呀，如果以前我听你讲，起码今天都是一个钻石。”哦，那个对了，我说明天给你试嘛，冬天来你公开，你们等你一定会来的。 早知道，别说。我告诉你，没有后悔药。该几个都浪几个，脱皮就脱不会很痛苦。这现在就是这个时候。那个飞机机票都要。机会是要把握。回去给我了，难得。我来看看。骚扰，给你来。安利马来西亚总部现在这么大。哎，来，马来西亚的，你的能力来。太美了。哇嘞，哇。而且我不用花任何一分钱去。 我那个都通过保证，跟电脑那种。里面的 coffee house 啊，全部东西我都可以用的。将来呀，房价贵的多呀，银行、酒店都没有可以用的。你看，我是建立市场化的看。这些东西都是安利是负责。我不敢随便跑哪，我来。 这不是好的生意，还有什么生意比这个好呢？去年过后，稍微那么一点，泰国发展，去嘛去上台啦，发展，我就过去泰国发展，到你去台啦，一样的，这个是我的 FC 安娜龙，来，今天过安娜龙了，FC，我都叫，很久不做了。这个安娜龙的妹妹。那个，那个，我安娜龙。你看哪？我还八四五六六个人。我在找熟人，我还八，不能少。就六个人。少人。一样的。工作人员吗？你看，我在做那个 training， 在这个酒店。那个叫开场，那个领导大了。一二三四五六七八个人。但是呢，时间的成长。现在泰国我有很多钻石。现在泰国我有很多钻石。有两个 FC。 我看起码有五六十个钻石。一年买两双队，来。这个团队非常大。那边都有两个。 所以你非常非常的幸运。你那个爱情真的美满。你加入了这个案例。该记得三个安慰。这个市场完全是你的。把地球来完全托给个爱情。如果我可以来。
Anh em đang phát triển. Nếu mà tôi có thể sang Việt Nam để phát triển ấy. 如果我真的是有这个权利去做安利。 Và nếu mà tôi thực sự có cái quyền để có thể kinh doanh Amway tại Việt Nam ấy. 我不会去哦。 Tôi sẽ không về đâu. 你会听吗？听得懂吗？ Các anh nghe hiểu không ạ? Yes. 啊，所以在你们的市场是最好的，是你们的市场。 Các anh chị biết không? Thị trường các anh chị đang nắm giữ là một thị trường rất là tuyệt vời. 这是在马来西亚的团队。 Đây là đội nhóm của tôi tại Malaysia. 然后呢？ 这个是在中国的团队。 Đây là đội nhóm của tôi tại Trung Quốc. 我去中国，我是一个人去。 Tôi đi Trung Quốc hay tôi một mình đi thôi. 所以那边可以， 早期是可以拥有这个事业，所以我去发展。 Bởi vì hồi đó khi mà Trung Quốc mở cửa thì tôi có thể mở mã số ở Trung Quốc. 我在中国是做到 Diamond. Và hiện nay tôi danh hiệu của tôi tại Trung Quốc là Diamond. 所以我的目标做到 FC. Và mục tiêu của tôi là sẽ trở nên FC của Trung Quốc. 地方就可以做你喜欢做的事情。 Và Amway là điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta thích. 在我的一个姐姐的女儿结婚。 Đây là cái lễ kết hôn của con gái của chị gái tôi. 我们承包了这个巴厘岛的一个别墅区。 Chúng tôi thuê toàn bộ cái biệt thự sát biển này ở Bali. 所以我们在这里呢，请朋友吃饭。 Mời tất cả những khách mời của mình đến tham dự lễ cưới tại đây. Thế nên là khi mà chúng ta có tự do tài chính trong Amway, chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta thích. Khi mà chúng ta lên FC ấy, thì cái phong cách sống sẽ hoàn toàn khác biệt. Anh đi mệt, chúng ta mỗi lần đi FC 的时候, anh đi đều chia tay. Mỗi một lần đi học FC thì công ty Amway đối đãi rất là trân trọng. Lâu mỗi chi, quán, nhiều địa phương. Và chúng tôi đi đến rất nhiều nơi để du lịch. Cái sinh viên nó bảo rất nhiều sinh viên. Rất nhiều người muốn đến nơi này đúng không ạ? Mỗi chi còn có địa phương. Chúng tôi cùng nhau đi rất nhiều nơi. Anh có em đi bên đó có chia giao cho Liang Tư là Liang Tư Yêu. Và trong năm mới có thể kết giao với những cái những người anh em đồng nghiệp, những sư phụ rất là tuyệt vời. Họ đều có mục tiêu. Họ đều có mục tiêu. Họ đều rất tích cực. Và họ đều rất tích cực. Hiện tại tôi 65 tuổi có mục tiêu. Giống như tôi giờ 65 tuổi tôi vẫn có mục tiêu. Thiên nhiên sự sinh phấn. Ngày nào cũng hưng phấn. Nó sinh phong sinh phấn, nó nhiều nó cũng khoái lão. Nên là khi mà tế bào của mình hưng phấn thì làm gì có chuyện dài nhanh như vậy. Bạn nói đúng không? Đúng không ạ? Majestic 的一个那个很旧的那个所谓的很这个快车。 Và Amway thuê cả cái chuyến tàu lửa, cái xe lửa cổ ấy. Chúng tôi biết. Đi từ Munich kia, đi suốt cái dọc cái đường đỏ đấy là đường sắt đấy ạ. Đi qua rất nhiều điểm xanh. Một cái địa phương chính. Mỗi một nơi dừng một nơi, từ cái điểm đỏ đấy là dừng lại. Nó tàu cuối cùng là tàu Việt Nam. Và đến cuối cùng là đích cuối cùng là Việt Nam. 我们又花了两个星期的时间，我们去布达佩斯，去那个迪布达佩斯，卢比安纳，卢比安纳，要去那个很多地方我们都去了。把地方很多地方很少人去的。把、啊、因为这点来的一回地，因为它是小城市。比达佳很多人很火，但是很漂亮，但是很漂亮。旅行团是不会去的，因为多数旅行团不会去。所以你看这个东方之角叫 Oriental， 这叫做 Majestic Imperial， 叫做东方快车那种。这个船头呢， 叫做 Majestic Imperial， 叫做皇家。啊，这个是我的朋友。啊，这个是我的朋友。他是马来西亚的 FC。 这就是一个 FC 在马来西亚。他这以前是卖榴莲柚。以前是卖榴莲柚。他现在也做到 FC。我们在安利的这个。 这个过程我们慢慢成长。 Và trong quá trình chúng ta làm trưởng thành cùng với Amway, chúng ta liên tục trưởng thành. 虽然我们没有条件跟背景。 Tuy rằng là tôi chúng không có một cái điều kiện hay bối cảnh thì tốt cả. 到最后我们的世界观跟那些顶尖的人是差不多一样。 Đến cuối cùng đến ngày hôm nay, cái quan niệm, cái giá trị quan của chúng tôi không khác gì đẳng cấp những người đẳng cấp nhất trên thế giới. 这38年我去了很多很多很多国家。 Và trong suốt 38 năm vừa qua thì tôi đã đi đến rất nhiều những quốc gia khác nhau. 有时候朋友问我，你有没有去过什么地方？
Có những lúc bạn tôi hỏi là thế anh đã đến cái nơi này chưa? Tôi không biết trả lời kiểu gì. 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 Tôi thì tôi nói với bạn tôi rằng là tôi lần sau anh hỏi tôi là chỗ nào mà tôi chưa đi ấy thì tôi dễ trả lời hơn. Đi bán sang trên nào thì bị chi con đấy. Bởi vì là làm gì có chỗ nào chưa đi? Afghanistan không? Afghanistan không? Afghanistan này đúng không? Pakistan này. Việt Châu không? Hay là mặt trăng này? Có căn trong cũng không chịu. Còn đâu những chỗ còn lại đi hết rồi. Thế nên là Amway sẽ dẫn chúng ta đi nhìn ngắm thế giới. CMA, see the world. Nhìn Amway là nhìn thế giới. Thế nên là chúng ta đi qua một địa phương, đó là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thế là Thổ Nhĩ Kỳ. OK. À, đó chúng ta đi là ở cái sân động, đó là Việt Nam. Ở Việt Nam. Thì chính là cái nghe diễn xuất. Nghe biểu diễn nhạc sống đúng không ạ? Làm nhạc. Tức là anh đi chứng bao cái địa phương rất là đẹp. À, mới thuê qua trong cái tòa nhà này rất là đẹp. Trân sư chưa về chi rồi. Tất cả diamond tiền trở lên đều đi. Wow, cái buổi diễn trang hội rất là đẹp, không có microphone. Và anh chỉ biết không, cái buổi biểu diễn này không hề cần có mic đâu, rất là đẹp, rất là lãng mạn. Cái đấy âm thanh như thế này, rất là đẹp. Nhưng mà âm thanh ấy nó rất là sáng và rất là rõ ràng. Rất tiên tiến rồi. Và rất là tươi mới và rất là hiện đại. Cho nên anh nghe rồi. Nên là các anh chị nhất định phải có mặt ở đây. Hãy ở những địa phương của mình chúng ta best, những phần đặc biệt, những phần tốt hảo tốt mềm. Có đẹp không ạ? Yeah. Lại không có nhân công quản lý, lại không sợ cái sản phẩm có vấn đề, sao mọi thứ phóng ra, điện thoại cũng không sáng, wow. Đi du lịch mà không phải lo có điện thoại gọi gấp này, không phải lo là nhân viên ở nhà có vấn đề, không phải lo sản phẩm doanh số thế nào, tất cả đều không phải lo, hoàn toàn tự do. This is the real freedom. Đây chính là sự tự do thực sự đấy chị. Rất là tuyệt vời. Thế là chúng ta đi thành phố đẹp địa phương. Rất là đẹp. Ồ, bạn xem cái Đông Âu, cái Budapest, cái địa phương, cái địa phương nó, nó giống như tại cô cái suy nghĩ. Các anh chị biết không, cái này là toàn là cảnh đẹp, còn như kiểu trên thiên đàng ấy, tại Budapest rất là đẹp. Chứ còn không phải trong Trung Quốc. Cái này rất giống một cảnh ở Trung Quốc, kiểu trải câu đúng không? Nhưng mà không phải là đây ở Budapest. Cái này rất là đẹp. Trong này rất là đẹp. Ồ, thay vì những cái có đẹp không ạ? Giống thiên đàng, thật cảnh thần tiên đúng không? Và chúng ta đi được không phải thích sĩ sân, mấy người cái điện chân. Hơn nữa ấy, là khi mà chúng ta đi không có ai tranh chỗ, không có đông người. Rất là tuyệt vời, rất là hưởng thụ. Tôi biết rất nhiều người có tự do. Tôi cũng biết có rất nhiều người có tự do. Their free time, their freedom is holidays. Bởi vì tự do của họ khi mà ngày nghỉ của họ ấy. People holiday, I want holidays. Nhưng họ cần ngày nghỉ, chứ tôi không cần ngày nghỉ. You see, when people are not going, then we go, wow, freedom. Các anh chị biết không, khi mà người ta không thể đi được, chúng ta đi, có phải tự do không? It's not interesting, you know, you go with the crowd and it's great. Nếu mà chúng ta đi vào những cái nơi đông đúc, rất là náo nhiệt, rất là ầm ĩ như vậy, nó không thể hưởng thụ được. So this is wonderful trip. Đây là một chuyến đi rất là tuyệt vời. So when you make a diamond, you go up the higher level, you can deserve, you can enjoy this. Và khi mà anh chị đang là diamond rồi, anh chị hãy nỗ lực để đạt các cấp độ cao hơn, anh chị sẽ có thể thu hút những chuyến đi như này. Provided by company. Đây chính là điều mà công ty. So this part of the reward, award at Amway. Đây chính là một phần trong cái giá trị tưởng thưởng của Amway. Okay, this is my house in Xiamen. Đây là nhà của tôi ở Hà Môn, anh chị. Tôi mua nhà ở Hà Môn, Trung Quốc. I'm very low profile. Tôi là một người không có điều kiện. Today, I'm going to share with you. Nhưng mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị. You're the first group I share. Các anh chị là nhóm người đầu tiên mà tôi chia sẻ cái điều này. Everywhere I go, I bought my house. Nơi nào tôi có mặt tôi mua nhà của nó. Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này. It's my house. Đây là nhà của tôi. In China, I got 8 different place, different houses. Ở Trung Quốc tôi có 8 bất động sản, 8 vị trí đẹp khác nhau của Trung Quốc. Hồ Chí Minh, I also got one. Ở thành phố Hồ Chí Minh tôi cũng có một bất động sản. And every morning, 33-4, I look at the view of the Saigon River. Beautiful. Và nhà tôi ở tầng 33 và mỗi buổi sáng dậy tôi ngắm
nhìn dòng sông Sài Gòn rất là đẹp. I see the sunrise, so beautiful. Và tôi nhìn thấy mặt trời rạng lên ở phía đông của sông Sài Gòn rất là tuyệt đẹp. This is my house. I walk back. You know, this is my house. I know there's no block. I look at it. Beautiful. Và nhà tôi khi mà tôi mua nó nhìn ra sát biển luôn nên nó không có một cái cản trở gì. So beautiful. Rất đẹp anh. My office also beautiful. Look at the pond. Và văn phòng của tôi cũng ở đó, rất là đẹp. Okay. So night view. Đây là buổi đêm, cảnh đêm. Oh, you see the bridge. Anh chị nhìn thấy không? Ánh sáng, cầu. So here I want to say thank you to my mentor, my teacher, who always believe in me, say you can do. Và tôi cũng muốn dành một lời cảm ơn đến cho mentor của tôi, thầy giáo của tôi. Và xin một tràng pháo tay các chị để cảm ơn cô lên. He always believe in me. Thầy luôn cứ liên tục tin tưởng của tôi. If he don't believe in me, you mean I don't think today I'm FC. Nếu mà thầy không tin tưởng tôi không tin rằng là ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một FC. He know that I'm a soft-spoken person. Bởi vì là ý biết tôi là một người rất là mềm yếu. Each time we meet. Thầy đều nói là Steven hãy làm đi, thầy có anh có thể làm được, cứ tin tưởng. I get to know him when I was Ruby. Tôi biết được đến thầy Phu Ông Thiên khi mà tôi đang ở Ruby. You can become emperor. Và thầy nói rằng là anh có thể trở thành emerald. This time, he said, you can become emerald. Lần này chắc chắn đến lượt anh ấy emerald. I become emerald. Và tôi trở thành emerald. He said, you can become diamond. Và thầy lại nhìn tôi và nói anh có thể trở thành diamond. You can. Anh có thể làm được. This is a risky word, say you can. Giống như ngày Rick DeVos nói bạn có thể làm được. You have to believe in yourself. Bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình. So the more people encourage you. Nên là càng nhiều người cổ vũ bạn. The more you listen. Các bạn càng nghe nhiều. And you assuming that you can. Và các bạn sẽ giả sử rằng mình có thể làm được. Eventually you can. Và đến cuối cùng thực sự các chị có thể làm được. At the end you will be. I don't see any other business that business partner always come back again. Tôi chưa bao giờ thấy một công việc kinh doanh nào khác mà đối thủ của mình, đối tác của mình liên tục nhắc nhở mình bạn có thể làm được, tôi tin bạn có thể làm được. I want to ask you a question to your partner, business partner, or your colleague, everything kind of motivate you, you can, even you make mistake, you say never mind, you can. Nếu mà các anh chị liên tục có những người đồng nghiệp của mình, bạn học của mình cổ vũ cho chúng ta nói rằng các anh chị làm được mặc dù các anh chị mắc lỗi vẫn các anh chị làm được. Is there any of the business partner sometimes when you lose out an order, make a loss, no money making, so the partner say never mind, you can do it. Có bao giờ có một công việc kinh doanh nào khác mà khi các anh chị làm tổn thất về tài chính mà người ta vẫn nói các anh chị rằng không cần để ý đến điều đó, các anh chị nhất định làm được. It's impossible. They'll blame on you. Điều đó hoàn toàn không xảy ra ở bên ngoài bởi vì họ sẽ trách móc mình. But likewise in AMA, no, they encourage you. Nhưng mà không ở trong AMA, mọi người liên tục cổ vũ động viên mình. They concerned about you. Họ lo lắng cho mình. They care about you. Họ quan tâm đến mình. They want you to become successful. Họ mong muốn mình thành công. And when I become successful. Và khi mà tôi thành công. I never spend a single cent of any money to Phu Hoa Kien. Tôi chưa bao giờ trả một đồng xu nào cho ngài Phu Hoa Kien. I didn't give you any money. Tôi chưa bao giờ đưa một đồng tiền nào cho ngài Phu Hoa Kien. So this is a wonderful business. Đây chính là một công việc kinh doanh cực kỳ tuyệt vời nha chị. Even if I find, you know the upline, it's still concerned. Thậm chí không phải là tuyến trên của tôi vẫn quan tâm. But this is the beauty of every business. Đây chính là vẻ đẹp của kinh doanh Amway. And every business is sharing, helping, sharing kind of business. Và Amway là một sự nghiệp kinh doanh chia sẻ và giúp đỡ. Because you cannot finish. Bởi vì bạn không thể nào bao phủ được hết cả thị trường, đúng không ạ? The more people involved, càng nhiều người gia nhập vào công việc kinh doanh này, the pot becomes bigger. Là thị trường càng trở nên lớn hơn. Then your share becomes bigger. Và cổ phần của các anh chị, phần chiếm lĩnh của các anh chị sẽ càng ngày càng lớn hơn. Because we all in one and one for all. Bởi vì chúng ta là một và một là tất cả. It's different. Điều này là sự khác biệt.
So thank you. And then not only my sponsor, my outline, they have become friends. Và bây giờ ngày hôm kia không chỉ là tuyến trên của tôi mà trở thành bạn. You see the beauty of the MAPC is the products. Và vẻ đẹp của công việc kinh doanh Amway chính là những sản phẩm tuyệt vời của Amway. You can never imagine the product is so good. Các anh chị không thể tưởng tượng được sản phẩm của Amway tuyệt vời đến lúc nào. Until you study it, until you use it. Cho đến khi các anh chị thực sự. I have a story to share. Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với anh chị. This is my đây dog. Chính là con chó của tôi đây. German Shepherd. Có phải ông bà xã tôi có nói đúng không ạ? It's a neutralized dog. Đây chính là con chó neutralized. It eat proteins, double X, bifidus, omega, omega, calcium, and B when it was 5 months old. Đúng ạ. Từ lúc 5 tháng tuổi. You see, the teeth so clean because we brush. I brush his teeth with that MA toothpaste. Các anh chị biết đâu được răng của nó rất trắng khi tôi đánh vào kem đánh răng và bàn chải đánh răng của Amway. One day I bring him out. Một ngày tôi dắt nó đi ra. I realized all the car stop by and be. Tôi nhìn thấy rất nhiều người dừng xe để ngắm nó. You know my place today is a 70 and bungalow house. Anh chị biết ông tôi ở cái khu đấy là cái khu toàn là biệt thự thôi. A lot of people keep the dog. Rất nhiều người dắt chó và nuôi chó. German Shepherd, you know. Các chủng loại các chó. A lot of good dogs. Nói chung là đều là những loại giống nổi tiếng. There was one thing, why these people stop and watch my dog? Và tôi ngạc nhiên là tại sao người ta cứ dừng lại để ngắm chó của tôi. And one of the day I go jogging. Và một ngày tôi cũng chạy đi dạo. And I realized that someone bring the dog up. Và tôi nhìn ngắm con chó của người khác dắt theo. German Shepherd. Cũng giống cùng loại chủng loại với chó nhà tôi. I looked in there for sure. Và tôi nhìn thấy con chó đấy và tôi thấy rất là giật mình. Oh, he's talking my dog different. Hai con này với con chó nhà tôi hoàn toàn khác nhau. You see my dog are very clean. Các anh chị nhìn thấy chó của tôi rất you là đẹp. The feather really clean. Lông của nó rất là đẹp. Because I feed him one day four spoons of protein. Một ngày tôi cho nó ăn 4 muỗng protein. Mix white rice. Cho với cả cơm chiên. He's a vegetarian dog. Con chó của tôi là chó ăn chay. And after we don't make, I give him sometimes 6 scoops of the protein. Và khi mà nó lớn, thì có những ngày tôi cho nó ăn 6 muỗng protein. Minimum 4 scoops. Ít nhất là 4 muỗng. Vitamin, tất cả những loại. You know why? Các anh chị biết tại sao? I realized when he was 5 months, 6 months old. Và tôi bởi vì tôi nhận ra là lúc mà nó 5 tháng tuổi ấy. You need to the grass died. Và nó đi té vào cái cỏ nhà tôi, ngoài là tôi đã chết. The urine very smelly. Bởi vì là cái mùi nước tiểu rất là nặng. And I'm wondering, I asked around. Và tôi cứ đi hỏi tất cả những người mà hay nuôi chó và bán các thực phẩm nuôi chó ấy. And many of them told me nowadays the dog food already recycled and they add it in the skin of the pig or chicken. Và rất là nhiều người nói là thức ăn chó thì người ta thường làm tái sử dụng, tái chế và cho rất nhiều những cái chất phẩm, các chất khác nhau. And very salty. Very salty and rất là mặn, cái thịt rất là mặn. Và chỉ ra cái sân sang nhiều chó ấy. Hơn nữa khi mà nó ăn những cái thực phẩm đó thì nó mùi nặng. Sau một chú cẩu á, một cái gì sau á, chưa được sau á, chưa được cái suy nghĩ, wow, rất là đẹp, không có thối nữa. Nên là sau 5 tháng tôi phát hiện ra điều đấy, tôi chỉ cho ăn cơm với cả cái chua lai thôi thì hết thùng. Người ta chưa đi nhặt, không suy, người ta chưa chưa ăn nhặt. Cho nó thể để vào tay thôi, chưa loáng cái nào là ăn hết cả cái nắm dinh dưỡng đấy rồi. Người ta nói rằng quả không phải là rất là đắt, rất là quý. Có rất nhiều người nói với tôi là đắt quá, các bạn nuôi nó bằng cái chua lai đắt quá. Tôi không quý à? Mà tôi nói là không đắt. Làm gì quý? Đắt ở đâu ạ? Thì máy nó đi bao cái dog food á, 50 pound á, nó cũng quý là chỉ 200 quay à. Các anh chị biết đâu mua một cái túi thức ăn cho chó ấy. Thì 200. 200 cả rupee rồi, đúng không ạ? Mà ăn rất nhanh. Mấy tuần chúng tôi chưa ăn à? Ăn chưa được một tuần là hết rồi. Thật sự là tốt. Nó ăn nhiều lắm, nếu mà cho nó ăn cái thực phẩm cho chó đấy. Một máy những cái bí phân nó chăn cái protein nó thì nó sự, thay sự là tốt. Khi mà tôi cho nó ăn cơm với cả protein nó cũng ăn rất nhiều. But very strong. Nhưng mà nó rất là khỏe. Calcium tiêm siêu lưu cơ đã được cho. Canxi mà muốn 6 viên các anh chị cũng khỏe mới là lạ đúng không ạ? Tôi nên chẳng có quá. Tôi nói rằng là. Có sợ một cái gì à? Không phải là rất rẻ. Bởi vì ta về sức 21% thu đeo 20%. À, bởi vì nó cũng là được chứng 21% đúng không ạ? Với chỉ ta sự PV á, trong giao dịch.
mà nó lại còn tạo ra PV cho tôi nữa. 他是我的忠诚顾客. Và lại là khách hàng trung thành của tôi nữa. Nên là mỗi một lần tôi đi kể với bạn coi là tôi mua con chó của tôi như thế nào á. Thì họ đều rất là hưng phấn. Tôi nói với những người mà nuôi chó ấy. Thì tôi bảo đến nhà tôi. Ngắm chó của tôi đi. Chó của tôi rất là thông minh. Nói với nó thì nó hiểu ấy, bảo nó ngồi là nó ngồi. Nó sẽ không chạy. Khi mà cửa mở ra nó không chạy ra ngoài nữa. Nó là well trained dog đấy. Và nó được huấn luyện rất là tuyệt vời. Thay khăn lớn à? Và biết ngắm, biết chọn người đúng không? Cho em bây giờ tôi chứng tỏ em bây giờ lớn lắm. Nó quỳ chèo là chắc chắn ra đâu chèo. Những người mà làm ăn đến nhà tôi là nó không khám cũng sủa đấy. Nhưng mà người lạ mà đến thì nó sủa rất là mạnh. Thở đến chứng tỏ dính dạng. Bởi vì nó ăn dinh dưỡng đúng không ạ? Đây là lúc nó già đấy ạ, 10 tuổi rồi. Và khi mà buổi tối tôi tiếp lãnh đạo của tôi đến nhà tôi ấy, mà cái cửa nó ở trong phòng kia cách cái cổng kia mà chỉ một xiu cái nó chạy ra cổng, nó chạy rất nhanh. Nó sẽ đứng trên lại đại diện. Đại diện. Nó chính là đại diện cho Nutella. Nên là gương mặt đại diện. Và năm 86 tôi đưa đội nhóm của tôi sang tham quan Nada. Bởi vì lúc đó thì tôi biết nói tiếng Anh. Tôi có nói chuyện với ngài Rick DeVos. Tôi hỏi Rick DeVos. Là tại sao Amway tốt như vậy mà người ta lại không hiểu? Tại sao mà Amway tốt như vậy mà người ta lại không làm? Thế thì ngài Rick DeVos hỏi tôi một câu như này. Thế thì anh vào Amway như thế nào? 我说我是排斥之后了解，然后呢，通过了解才进来的。 Tôi bảo là từ đầu tôi ghét lắm nhưng mà sau khi tôi hiểu tôi mới vào. 他说对了。 Thì ông ấy bảo đúng rồi đấy. 很多人就是因为机会来了，他没有给他一个机会去尝试去了解。 Có rất nhiều người khi mà cơ hội đến với mình không cho mình một cơ hội đi tìm hiểu đi thử xem sao. 他说门关上了，把门关上了，你能够进得来吗？ Thế thì ông ấy hỏi tôi là nếu mà bây giờ anh đóng cửa rồi thì người có vào đúng không? 如果心门不打开，你跟听得到吗？ Nếu mà cánh cửa tâm của mình mà chưa mở thì anh chị có hiểu cái gì không? 那个时候我在想。 Lúc đó tôi nghĩ. 哎呀，我用心去听一听，去了解一下。 May là tôi đã dùng tâm để đi tìm hiểu Hoàng Quân. 所以各位朋友。 Nên là các anh chị. 了解阿里要精气的。 Tìm hiểu Hoàng Quân là phải tĩnh tâm. 要学会游泳吗？不在外面看的。 Mà mình phải vào trong chỉ để tìm hiểu được. 你要跳进游泳池。 Phải nhảy vào trong bể bơi nếu mình muốn học bơi đúng không ạ? Có thể uống mấy bụng nước. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ bơi rất giỏi đúng không ạ? Nên là không có việc gì là chúng ta không làm được. Mấu chốt là chúng ta thấy có đáng để chúng ta làm hay không? Nhưng mà nếu mà tôi nói với chị là không đáng để chúng ta làm, cái chị có làm không? Rồi thì tôi 这事业发展很多的地方。 Và khi mà tôi phát triển kinh doanh của tôi ở Anh á. 我也去英国发展。 Và Amway của Anh mời tôi. 这是英国。 他开了个这个会议是从欧洲巴黎英国德那些欧洲附近的经理。 Đây là tất cả những giám đốc khu vực châu Âu của Amway. Anh ấy的职员。 Và Amway mời tôi sang đào tạo cho các giám đốc. 他知道我在那边，叫我。 跟他讲一堂课，安利的哲学的理念。 Và biết là tôi đang phát triển thị trường Amway tại London nên là mời tôi đến giảng cái tiết học gọi là triết học và của về Amway, tức là Amway luận gọi là mô hình kinh doanh Amway triết học. Triết học.
讲完的时候，他们说还是第一次听到这样这么好的理念。và sau khi mà tôi chia sẻ xong thì tất cả các giám đốc khu vực châu Âu của Amway nói rằng là lần đầu tiên mới hiểu Amway tuyệt vời như vậy. 这也是从一位是传承，也是从这个傅先生传承下来。và đây cũng là những gì mà tôi lĩnh hội được từ ngài Rick DeVos và từ ngài Phu Hồng Thiên. 所以我在想，以前我不会讲英语的，现在我可以跟那个老外交流了。và tôi nghĩ rằng là trước đây tôi không biết nói tiếng Anh, bây giờ tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh. 你说哪一个事业能够同时赚钱，能够同时你的 language 成长？各位，请先考过公务经济呢嘛？chúng ta vừa tăng trưởng về kinh doanh lại vừa tăng trưởng về năng lực ngôn ngữ không? You see, I can go to English to speak up my English. Bây giờ chúng tôi có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp bình thường. I make the money at the same time and learn my English. Tôi kiếm được tiền rồi tôi còn học được cả tiếng Anh nữa. So this is called the self development. Đây chính là cái sự tự phát triển cá nhân, trưởng thành cá nhân. So don't you think MBA is wonderful business? Đây chính là một sự tuyệt vời trong công việc kinh doanh này. This is my family. Đây là gia đình của tôi ạ. 当我去中国发展的时候，他这时候还没来，这么小。对，那个时候我从中国发展的。做安利好的地方在哪里呢？小孩子可以陪着你去听课。làm Amway rất là tuyệt vời, là con chúng ta có thể đi cùng chúng ta để nghe bài, nghe học đúng không ạ? Đi học cùng. 我们传达是真理能量，我们讲的积极的东西。và lúc nào chúng ta cũng chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân mình và những năng lượng tích cực. 说孩子也同时在学习。thế là con của chúng ta cũng cùng lúc đấy cũng trưởng thành cùng với chúng ta.我的孩子三个孩子都是毕业的，都是这个硕士生。và ba đứa con của tôi đều tốt nghiệp thạc sĩ。他们是在英国毕业。đều tốt nghiệp tại Anh đi. 我从来没有在打发，哎，你要读书，好好读书，没有的。tôi chưa bao giờ phải thúc đẩy con tôi là phải học。因为我是他的偶像。bởi vì tôi chính là thần tượng của chúng nó, đúng không ạ? 无时无刻的。会听我跟他讲的话，liên tục vô thức tôi nhận được những tất cả những cái điều mà tôi chia sẻ. 所以我的孩子都很乖。nên là con của tôi rất là ngoan. 现在他们长大了。bây giờ chúng nó đều lớn hết rồi. 所以会在安利的这个环境成长。và cũng đang trưởng thành trong suốt cùng với bố mẹ trong môi trường Amway. 我以前很多疑问。và tôi có rất nhiều sở thích kinh doanh. 哎，这个都是我的疑问。đây đều là sở thích trước đây của tôi đấy. 然后呢？这是我的大儿子。đây là con lớn của tôi, con trai lớn. 35岁。35岁。这我的儿子。đây là con thứ hai, con trai thứ hai. 28岁。28岁。他们两个在，他这个呢，我跟你讲，他是做这个餐馆西餐厅。bạn này đang mở nhà hàng Tô Châu Âu, nghĩa là hàng Âu. 做的安利都没时间做。nghĩa là làm hàng Âu mà nên là không có thời gian để làm Amway đâu anh chị. 那餐馆不错。mà mở nhà hàng rất là tốt, phát triển rất là tốt. 有时赚钱，有时赔钱。có lúc thì là kiếm được, nhưng có lúc là hơi lỗ. 我每次回来就问我太太。ngày nào tôi mà về gặp ông tôi cũng hỏi thế này này. 孩子餐馆打了没有？这个、nhà hàng của nó xong chưa? 我没有去跟他讲，哎，希望你打没有，我在后面跟他讲。tôi chưa bao giờ nói với nó là bố hy vọng nhà hàng không sập, còn tôi chỉ đằng sau hỏi.打了吗？打了吗？我让太太说还没有哦。我对，我出了，结果这三个月他不做了，倒了。到八台就躲躲进去上。哇，开心了。我想问你一下，哪有天下父母心做生意，希望孩子的餐馆倒的？该几岁了？我没了，这些人奶奶希望我进门银行什么？餐馆很耗时间呐、啊，本地人们也还都很竞争，把人很笨拙。你又看人的脸色，你又不会煮，嘛，每天都还先把客户的电话给接住，坐在自己休息的时间都没有。làm cái món ăn bản không những người ta mà nghỉ ngơi。我现在倒了。啊，bây giờ đổ。他本来是个滴滴的。và đang làm một đi đi đúng không ạ? phải kim đúng không? 那滴滴掉下来，因为他做餐馆。bởi vì đi làm nhà hàng. 那现在啊。bây giờ là hàng toàn tâm với Amway. Thay qua thì học an ninh là best rồi. Bây giờ các người đã Amway là một cái tốt nhất. Nếu an ninh không tốt, tôi chẳng muốn hy vọng hai cháu sinh ra. Nếu mà Amway mà không tốt thì làm gì có chuyện là tôi cứ hy vọng kinh doanh ngoài của con tôi thì sao đúng không ạ? Cái cái lão ơn này. Còn cái bạn thứ hai này này. Ta cho phòng đi thẳng, bài phòng thẳng. Đi bán nhà ấy. À, rất nhiều bản sự. Rất là bản lĩnh cái gì. Nào hơn nữa.他又开餐馆，来，我有哈。
哥哥开个餐馆，他也开个餐馆。。nhưng mà nó thì nhà hàng nó sập trước nhà hàng của anh. 我跟你讲，我也是很开心。为什么？因为安逸是他的未来。Bởi vì khi mà nó sập nhà hàng, nó sẽ nhìn ra Amway chính là tương lai của nó. Bây giờ hai đứa này á. Đây là đại hội của Amway đấy ạ. Lão ơi, chị cho tôi biết, cô thử thách tôi, xem ai làm vàng. Các anh chị có biết không, rất nhiều những sự nghiệp mà các anh chị có thể sở hữu nó. Có thể các anh chị đang sở hữu một sự nghiệp lớn của các anh chị. Thế nhưng mà chưa chắc là các anh chị có thể hưởng thụ nó. Đúng không ạ? Có thể có nó nhưng mà chưa chắc. Tôi nhìn thấy bạn tôi á. Bây giờ nhá, con kinh doanh muốn chuyển cho con. Con nhận. Vì sao? Vì quá vất vả. Nhưng mà sự nghiệp Amway thì hoàn toàn khác. Khi mà chúng ta thành công, chúng ta có thời gian, chúng ta có tiền, chúng ta có bạn bè, chúng ta có rất nhiều thứ. Đặc biệt là cái sự trưởng thành trong nội tâm của anh chị. Và đây là cái tạp chí về kinh doanh thông minh, cái đầu tư thông minh. 我被公司推荐被访问。 Và tôi được cái tạp chí này phỏng vấn. 所以安利是一个非常好的一个投资。 Là Amway là một cơ hội đầu tư rất tuyệt vời. 你投资你的时间。 Anh chị đầu tư thời gian của mình. 你建立一个无形的一个事业。 Các anh chị tạo ra một cái công việc kinh doanh vô không giới hạn. 这个事业你要做它多大就多大。 Các anh chị muốn nó lớn bao nhiêu là lớn bấy nhiêu. 当我上Triple Diamond的时候。 Và khi mà tôi lên Triple Diamond nhé. 一个公司叫做 Jack the Edge Magazine. Và đây là một cái tạp chí rất là nổi tiếng ở Malaysia tên là The Edge. 他们每几年都会找那些白手起家的企业家要去做法。 Mỗi một năm mấy năm một lần đấy thì công ty này sẽ tìm mời tất cả những người bị triệu phú mà khởi và khởi nghiệp tay trái. 后来他发现到 Amway 是一个小资本可以创大业的一个公司。 Và họ phát hiện ra rằng Amway cũng là một cơ hội khởi nghiệp với bạn tay trái. Như vậy thì phải cồn lên rất lớn. Căng căng hỏi sang Triple Diamond. Và lúc đó thì đúng lúc tôi lên Triple Diamond. Là công ty kêu tôi đi bị phỏng vấn. Và công ty đề cử tôi đi phỏng được phỏng vấn cái tạp chí này. Lúc đầu thì tôi bảo tôi không làm đâu. Thế vì á, millionaire. Bởi vì là triệu phú cái gì nhá, triệu phú đô la. Và tôi bảo tôi không phải triệu phú. Anh đi công ty nói, "Nǐ zhe me duo nian, nǐ yīnggài shì millionaire." Và nhưng mà công ty Amway bảo nhìn doanh thu của thu nhập của thầy là biết rồi đúng không ạ? Chắc chắn là 1 triệu phú. Tôi nghĩ lại cũng đúng. Nhưng mà tôi không muốn đi. Nhưng mà tiến dưới của tôi bảo tôi là mong là thầy đi. Và tôi quyết định đi vì tiến dưới của tôi mong. Và khi mà tôi đến phỏng vấn thì những cái chủ doanh nghiệp khác rất lớn, những công ty rất là lớn. À, những người đến đây này. Đây là Rockfield 的老板. Đây là ông chủ Rockfield. 这个是在 Malaysia 很出名的一个车行的一个老板. Đây là ông chủ một cái hãng xe rất nổi tiếng tại Malaysia. Shareholder.
Ông này là chuyên về chứng khoán rất nổi tiếng tại Malaysia. Lão bản. Chủ của công ty chứng khoán. Chứng khoán Malaysia, rất nhiều đến số tiền đầu phú trang tiền đó. Và đây là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang rất lớn tại Malaysia. Chính là chủ và ông này cũng là chủ doanh nghiệp. À, cái này cũng là số tiền đó. Và đây đều là những chủ các chuỗi rất lớn tại Malaysia. Rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng tại Malaysia. Kết quả là cái gia đình này. Cái ông này này, cái ông máu kẻ. Nguyên lai là bán xì phấn. Vốn là chỉ bán bột giặt. Vậy là trong cuộc phỏng vấn rồi, thì các bạn. Nhưng mà sau khi phỏng vấn đấy nhá. The multi-level marketing entrepreneur built his fortune with the determination, hard work and only 53 Malaysian. Nghĩa là doanh nhân ngành bán hàng trực tiếp xây dựng cái tương lai và đích đến của ông ấy bằng sự chăm chỉ là 53 ringgit. 53 khoản. Chỉ có 53 đồng ringgit. Chứ quả chắc là sự nghiệp tổ chức lại. Có thể xây dựng được một cái sự nghiệp lớn như vậy. Rất ít những công việc kinh doanh chỉ cần đầu tư có 52 ringgit thì có thể có được một việc lớn như vậy. Thế nên cái phỏng vấn đời tôi chỉ là kinh nghiệm. Nên là tất cả những người phỏng vấn tôi rất là ngạc nhiên. Họ nói, "Nhị Zhou An Nhi, chân thật là 53 mới bắt đầu mà?" Hỏi là thực sự là lúc mà bắt đầu làm ông ấy chỉ có 53 đồng hay sao? Tôi là 53 mới tham gia. Tôi bảo đúng, tôi chỉ có 53 đồng làm thẻ thôi. Thế thì không trúng hồ được mà. Thế không phải ôm hàng à? Tôi không dùng à, anh không cho mà trúng à? Không, anh không đâu mà cho phép mình ôm hàng. Tôi không, tôi yêu bao nhiêu thì mày, mày lên mày theo lại ra thì mày. Tôi nói là tôi cần bao nhiêu tôi mua rồi tôi bán tôi lại hết tôi lại đi mua. Họ thật sự không tin tưởng. Họ thực sự không tin nổi. Hôm nay họ không tin tưởng. Sau đó khi mà tôi nói thì họ hiểu. Hôm nay họ cũng được tôi giới thiệu làm một khách hàng. Và cũng thành là trở thành khách hàng, tôi bảo trước. Thế chứ anh ấy hơn cửa ai? Thế anh ấy rất đáng yêu đúng không ạ? Đi đâu có thể mình kiếm khách hàng được thế ạ? Ờ, cho anh ấy đi chân công sâu nè, anh ấy đã chia tay ạ? Đây là sự đối đãi của anh ấy dành cho tôi. Nếu mà không cho anh ấy, tôi xem xin một phương phẩm biệt sản xuất ra được. Nếu mà tôi không nói, tôi tin chắc chắn là tôi không thể có cái sự đối đãi này được. So we have not only financial security. Nên là chúng ta làm ăn không chỉ có sự bảo đảm về tài chính. We have a lot of friends. Và chúng ta có rất nhiều bạn bè tốt. A sincere friends around the world. Có những người bạn bè cực kỳ thân thiết trên toàn thế giới. And every day we meet new people. Và mỗi một ngày chúng ta đều được gặp những người mới. And every time whenever we feel like go any place we can go. Và mỗi một lần chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta đi đến đó. And we have time for leisure too. Và chúng ta có thời gian để theo đuổi sở thích của mình. So we very often we play golf together. Và chúng tôi đi chơi golf với nhau này. Very often we know we get together, you know, dinner dining together. Và chúng tôi ăn những bữa tối tuyệt vời với nhau. We go for fine cuisine or fine dining. Và đi lặn biển với nhau đúng không ạ? Đi rất nhiều nơi với nhau. With all the friends. Với rất là những người bạn tốt. With outside friends and with family friends. Với những người bạn ở bên ngoài, với những người bạn ở trong Amway. And we have all a lot of time. Và chúng ta có rất nhiều thời gian. So we are not only enjoy the reward at work as well as community. Và chúng ta không chỉ thưởng thụ cái sự thưởng mà chúng ta cũng hưởng thụ. And many people ask me questions. Và rất nhiều người hỏi tôi một câu hỏi. Steven. Are you not making enough money? Chẳng lẽ ông chưa kiếm đủ tiền không? Why make you so working so hard? Tại sao mà phải làm chăm chỉ thế? I answer. Tôi trả lời rằng if I have more money, nếu mà tôi có nhiều tiền hơn nữa, I can give more. Tôi có thể cho đi nhiều hơn. Don't you think that you can give to the poor, to the people who starve? Chúng ta có thể cho đi những người nghèo khó. It's a choice. Đúng không ạ? So MBA is very meaningful. So MBA taught us how to make money and how to care and how to give as well. Và MBA dạy chúng ta cách kiếm tiền, cách quan tâm và cách cho đi. Yes, you have to work hard. Đúng, chúng ta phải làm việc chăm chỉ. I think I'm going to work until the day my life stops. Và tôi thì tôi sẽ quyết định là tôi sẽ làm việc chăm chỉ đến tận cái ngày mà tôi dừng cái hơi thở. I enjoy it. Tôi hưởng thụ cái quá trình đó. I have time for myself, for time for my exercise, for time for my family, for time for my friends, at the time to
make more money. Tôi có thời gian cho chính mình, tôi có thời gian cho luyện tập của mình, tôi có thời gian cho gia đình mình, tôi có thời gian cho công việc của mình, tôi có thời gian cho sở thích của mình và tôi có thời gian để kiếm nhiều tiền hơn nữa. I want to share with you one of the words from the bottom of my heart. Và tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị một cái lời nói từ trong đáy lòng của mình nhé. I think everybody is kind. Tôi nghĩ rằng là mọi người đều có thể sử dụng thời gian. You want to give. Và đều muốn cho đi. When I remember when I was working. Tôi nghĩ rằng tôi nhớ khi mà tôi nói. I read from the paper. Tôi đọc ở trong cái tờ báo ấy. People are very poor. Người ta rất là nghèo, rất là người nghèo. They need money. Họ cần tiền ấy. I took out from my pocket. Lúc đó thì tôi rút tiền và rút từ túi. I want to give $10. Tôi muốn cho 10 đô. By that time I said, no, I don't have the kind of money. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ rằng là tôi không có đủ tiền để cho. And I want to give $5. Và tôi định là cho 5 đô. I think it's very difficult for me. Và tôi nghĩ rằng 5 đô thôi tôi cũng rất là khó khăn để cho họ. Because my dad and my mom passed away. Bởi vì bố mẹ tôi đã đi qua đời rồi. I got sister to take care of. Và tôi phải chăm sóc em của mình. From there I realized. Từ đó thì tôi nhận ra rằng. As what Missy was saying. Giống như ngài Richard Brooks nói á. Poor men cannot help the poor. Đó. Poor men cannot help the poor. À, nghĩa là người nghèo thì không thể giúp người nghèo được. Blind man cannot help the blind. Nghĩa là người mù thì không thể giúp người mù. So from there, I promised myself. Nên là từ lúc đó tôi hứa với bản thân mình rằng. I want to make as much money as I can. And I want to give as much as I could. Tôi nhất định là tôi phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt và tôi sẽ cho đi càng nhiều càng tốt. And it's good joy. I have to give, and nobody knows. You don't tell anybody. Wow, beautiful. You can see you're so peaceful. Các anh chị biết không? Các anh chị có năng lực để cho đi. Các anh chị không cần phải kể cái điều này với ai cả. Nhưng các anh chị cảm thấy tĩnh lặng trong tâm. Và các anh chị cảm thấy rất là. So there's a reason. There's a drive for me to keep on going. Đó chính là lý do động lực giúp cho tôi liên tục tiến về phía trước. With that, I want to say end this. Và với điều đó, tôi muốn kết thúc với bằng một cái câu nói. Amway is a choice. Amway là một sự lựa chọn. It's the greatest gift by God to mankind is the freedom to choose. Và đó chính là món quà mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta để cho chúng ta có thể tin tưởng và tin rằng. So the greatest gift given to mankind by God is freedom to choose. Và đó chính là sự tự do của lựa chọn, anh chị. I choose Amway. Đó chính là quyền của chúng ta tự do lựa chọn. Because MA, when you are successful, you can help more people successful. When you are successful, you can enjoy it. Và nếu có quyền lựa chọn đó thì chúng tôi sẽ lựa chọn Amway. Bởi vì Amway có thành công với Amway có thể giúp cho chúng ta thực hiện ước mơ của mình, giúp được rất nhiều người khác. Và điều quan trọng hơn hết, you and I can make it happen. Là chúng ta, tôi và các anh chị đều có thể làm được. You can do it. Một chàng phải thật lớn nữa cho dễ dàng chúng ta.